Vâng, xin chào tất cả mọi người. Xin chào các cụ láng chà bồn ở Việt Nam. Xin chào những thằng thích nuôi chim Tây, chim ta để phục vụ mục đích cho các cụ láng chà bồn. Thì hôm nay, Lực Tàng TV lại tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến những cái cụ láng chà bồn ở Việt Nam. Thì tất cả mọi người biết, Lực Tàng cũng đã tổ chức một cái đại hội thi chim trước đó. Và hiện tại bây giờ thì cái cuộc thi chim cũng đã đi vào cái màn kết thúc trong năm 2020. Và đã có được là cái giải thưởng quán quân và á quân thì liên quan đến một con chim của ngoại Pakistan và một con chim gọi như là rừng Cao Bằng. Thì tất cả chúng ta cũng đã biết con chim ngoại Pakistan đã giành giải quán quân và con chim ngoại Cao Bằng thì đã gọi như là giành giải á quân. Và hiện tại bây giờ đang sống với hai vị giám khảo lá trà bồn ở Việt Nam. Thì một là con thì đang sống gọi như là ở đất khách quê người Đồng Nai. Và một con thì đang sống ở sân nhà Cao Bằng. Được sự nhào nặn của hai vị ban giám khảo thật là tuyệt vời. Và có vậy như là những cái được có biệt danh là lá trà bồn ở Việt Nam. Thì hôm nay Lực Tàng TV cũng đã với cương vị là một ban tổ chức, một MC và một người gọi như là đạo diễn về cái vấn đề gọi như là tổ chức những cái cuộc thi chim. Thì cái đại hội thi chim đó là do đích thân Lực Tàng TV tổ chức. Thì hiện tại bây giờ là Lực Tàng TV và tất cả những cộng đồng mạng đang rất là suy nghĩ rằng là mình rất là chờ đợi và háo hức về những cái thông tin về tình hình sức khỏe của những con chim này hiện tại nó như thế nào. Thì tất cả mọi người biết cái đại hội thi chim Lực Tàng TV tổ chức ra thì được rất là nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ và theo dõi cái cuộc thi chim này, tức là mang tính chất là những khán giả gọi như là ủng hộ trung thành tuyệt đối. Và cuộc thi chim xảy ra rất là gây cấn và hồi hộp. Thì đến hôm nay thì những người đó cũng đang rất là, chắc hẳn cũng đang rất là mong mỏi về tình hình sức khỏe của những con chim, những con chim idol của mình trong cái thời gian vừa rồi đã sống như thế nào và hoạt động như thế, công sức hết bao nhiêu đó. Thì tất cả chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này. Và Lực Tàng TV, MC Lực Tàng TV cũng đã gọi như là công cuộc khảo sát và đã nắm được một số tình hình để đến đây để cập nhật và gửi tới những cái fan hâm mộ trong và ngoài nước và những người gọi như là nổi tiếng, những người thích coi các cụ lá trà bồn ở Việt Nam cũng như là thích xem những con chim Tây chúng ta đấu đá nhau. Thì cập nhật thông tin luôn để cho mọi người không phải lo lắng và hồi hộp. Thì tình hình con chim ở Cao Bằng thì hiện tại bây giờ được cụ bà lá trà bồn gọi như là đã có một cái kinh nghiệm nhào nặn và kinh nghiệm rất là lâu năm về cái vấn đề nuôi những cái con chim gọi như là chim tơ, chim non, và nó có cái bộ lông rất là óng mượt. Con chim này như các bạn cũng đã biết là nó xếp hạng thứ hai và nó chỉ thua cái con chim ngoại Pakistan kia là 0,01%. Trong cái vấn đề gọi như là xích sao như vậy thì tất cả mọi người biết con chim này cũng thuộc dạng là con chim rất là khủng và con chim này rất là đạt tiêu chuẩn luôn ISO đó, nhưng mà do cái sự xui xẻo thôi thì nó mới thua cái con chim của ngoại Pakistan đó. Thì hôm nay là Lực Tàng TV cũng đã cập nhật cái con chim đó, thì con chim đó hiện tại bây giờ là nó rất là khỏe mạnh và đang sống rất là bình thường yên ổn và được bà cụ lá trà bồn ở dưới Cao Bằng chăm sóc một cách rất là nhiệt tình và kỹ càng. Thì môi trường nào thì nó tiếp xúc thì nó sẽ ở rất là quen thuộc thôi, tại vì con chim của Cao Bằng này, con chim rừng Cao Bằng này thì nó đã ở tại Việt Nam mình rồi đúng không ạ, và nó sống từ ở đó từ nhỏ, cho nên là những cái thói quen này kia thì hiện tại bây giờ là nó phát triển rất là tốt. Và sau khi thi dự thi cái cuộc thi kia thì tinh thần của nó càng lên cao và hiện tại bây giờ là nó rất là đẹp và nó rất là óng mượt và nó đang to dần dưới sự chăm sóc của cụ bà lá trà bồn ở Cao Bằng đó. Thì chúng ta yên tâm về con chim này, và con chim này chắc dự định năm nay thì đoạt giải á quân, nhưng năm sau với tình hình kiểu này thì con chim này nhất định có khả năng sẽ đoạt giải quán quân, và chúng ta cứ kỳ vọng vào đó và cũng mong cho cụ bà lá trà bồn ở Cao Bằng chăm sóc con chim này thật kỹ và giữ gìn nó, đừng để cho nó gọi như là sổ lòng bay xa hoặc là sổ lòng bay ra người khác, là nó sẽ bị trái mất cái quy luật của cuộc sống và nó sẽ yếu sức đi, lông của nó sẽ không còn óng mượt nữa. Và hãy cho nó uống
thật là nhiều chất đạm và chất vitamin. Đừng có để cho nó uống nước ruộng khô mà nó sẽ khó khăn trong cái vấn đề đó, và nó sẽ không lớn được, và nó sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là thể hình của con chim rừng Cao Bằng này. Thì đó là tình hình của con chim rừng Cao Bằng. Thì tiếp tục cập nhật đến con chim ngoại Pakistan. Thì tình hình bây giờ đến đây rất là nan giải mọi người ạ. Con chim ngoại Pakistan, thứ nhất là ngôn ngữ nó bất đồng, thứ hai là đang sống với một bà cụ lá trà bồn ở Đồng Nai, chưa có kinh nghiệm về cái chuyện nuôi chim tơ, chim nhỏ mà chơi thẳng con chim ngoại Pakistan, thì nó thật sự là rất là gây gắt. Và bây giờ là sức khỏe của con chim này hiện tại bây giờ là đang bất ổn, và nó bị một cái vấn đề scandal, và nó đã bỏ ăn bỏ uống trong suốt cái thời gian vừa rồi. Thì các bạn cũng đã biết con chim ngoại ở bên Pakistan kia thì nó ăn những cái món Pakistan, và nó sống ở rừng Pakistan, nó làm việc và nó bay đi chỗ này chỗ kia cũng ở Pakistan. Nhưng hiện tại bây giờ là nó qua bên Việt Nam và nó được cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai nuôi dưỡng và chăm sóc một cách gọi như là trái với cái quy luật cuộc sống của nó, thì nó cảm thấy là sức khỏe của nó hiện tại bây giờ là đang rất là yếu ớt, và được sự dòm ngó. Tại vì cái sự mới lạ của con chim ngoại Pakistan này nó đến Đồng Nai thì được rất là nhiều người thấy lạ, và người ta dòm ngó và người ta xỉa mới và người ta xem xét, người ta rờ mó và người ta làm đủ thứ. Thì tình hình của con chim này nó rất là phức tạp và khó khăn. Thì Lực Tàng TV cũng đã xuống và sẽ có những cái phương án sau để gửi tới cho cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai, sẽ có một cái cách thức để nuôi con chim này trong thời gian tới. Thì qua cái thời gian mà ở với cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai thì cũng đã được mấy tuần rồi, sau cái cuộc thi chim được tổ chức xong là về thẳng Đồng Nai, thì con chim này được bà cụ đưa đi du lịch rất là nhiều nơi, đi đến những cái khách sạn 5 sao đông người, và đi đến những cái khách sạn rồi đi tắm những cái hồ bơi gọi như là sang trọng. Thì đến bây giờ là con chim này thì cũng đang dần dần làm quen về cái vấn đề này kia, nhưng với cái ngôn ngữ bất đồng, với cái những cái món ăn tinh thần và những cái sự gọi như là không biết cái cuộc sống nền văn minh của con chim ở Việt Nam nó sống như thế nào, đâm ra là con chim ngoại Pakistan này là nó rất là khó ăn khó ở Việt Nam rồi. Và hiện tại bây giờ là tất cả những người mà đại diện cho phía con chim này là hiện tại bây giờ là đang rất là lo lắng về tình hình của con chim này, liệu nó có sống nổi ở đất nước Việt Nam hay không, hay là nó sẽ bay thẳng một cái về rừng Pakistan để nó sống. Thì cái đó rất là nguy hiểm, tại vì nó hiện tại bây giờ là một đoạt giải quán quân, một idol của đất nước Việt Nam, và nó đang còn làm những cái công việc mà đang ăn những cái uống những cái thứ gọi như là tinh khiết nhất của cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai. Thì tất cả mọi người biết rồi, cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai thì cứ cho nó uống toàn uống nước rượu khô không mà đó, thì đi vét được tí nước nào thì cho nó uống, rồi và tao là cho nó ăn quá nhiều lần trong ngày đó, một ngày một đêm mà cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai dự tính đâu là cho ăn 4 lần, thế một tuần là 28 lần, và vị chi là một tháng là 112 lần đó. Thì Lực Tàng TV cũng tính như vậy rồi, cái chất đó không thể dành cho những cái con chim tây, không thể dành cho những con chim ngoại Pakistan được, mà cái sức đó chỉ dành cho trâu bò. Thì có khả năng là trâu bò mà làm thì cũng đứt luôn, phần vật luôn, cũng không được. Cho nên là bà cụ này đang chăm sóc con chim này là bị sai cái đường, sai cái lối sống. Cho nên là con chim này hiện tại bây giờ là lông lá đã, thì các bạn biết rồi, chim ngoại mà, chim tây chim ngoại mà, lông lá lúc nào cũng lồm xà lồm xồm, hiện tại bây giờ là xồm lông hết rồi, không còn nằm xuôn mượt như cái lúc mà đi thi nữa. Thì các bạn biết cái lúc mà đi thi là nó bay thẳng từ bên Pakistan qua là nó thi luôn, nó dự thi luôn và đạt giải quân quân luôn. Thì đến hiện tại bây giờ là nhìn là thân hình thân xác không ra gì nữa rồi, lông lá lồm xồm và không còn óng mượt, và cái độ sung mãn về cái chuyện mổ này là nó khả năng là nó bị yếu gì, tại vì tâm sinh lý nó đâu có ổn định đâu, nó bất bình thường rồi. Cho nên là hiện tại bây giờ là nó cảm thấy là trong thân thể của nó là lâm thể bất an, phải nói đến như vậy thì mới được, tại vì nó đang rất là nổi, nó quán quân của cuộc thi chim mà được Tàn TV tổ chức kia mà, đúng không ạ? Nó là lâm thể bất an, và hiện tại bây giờ là bà cụ cho nó ăn những cái món ăn của Việt Nam, thứ nhất là ăn vô mồ, và thứ hai nữa là cho nó hoạt động cái vấn đề này khi bắt đầu là nhiều quá và sai quy cách, sai quy định, còn dẫn nó đi chơi,
đi bời ở những cái khu vực gọi như là tuyệt vời nhất Việt Nam đó, thì đâm ra là nó quên cái thói nó đi đó. Bây giờ mà nuôi một con chim như vậy mà mình là một vị ban giám khảo thì lương lậu đâu có được bao nhiêu đâu, mà bây giờ nuôi một con chim idol, một con chim gọi như là quý nhất hiện tại bây giờ đang trong các cụ lá trà bồn, thì chúng ta hãy nghĩ rằng là rất là tốn kém về cái vấn đề này kia, tiền bạc và cái gọi như là cho nó ăn uống, cho nó đi du lịch đó. Thì ở đâu cũng vậy thôi, nếu như mà cho nó đi chơi nhiều, không bắt nó hoạt động, không bắt nó thể dục thể thao, không bắt nó làm cái này cái kia, không bắt nó luyện tập đúng vào cái chuyên môn, thì cho nó đi chơi du lịch này, đi ăn những cái món này món kia, lại còn đi đến những nhà hàng đồ ăn Pakistan để cho nó ăn, thì bây giờ là về đến cái đất Đồng Nai thì làm sao mà nó thể là hòa nhập được nữa. Nó chỉ có muốn bay đi theo những cái vấn đề này kia, và phải có cái đút mồm cho nó, và phải có cái nước nôi này kia để cho nó uống, và nó không bị khô khan, nó không bị khô hạn đó, và nó thỏa mãn cái vấn đề và bập này kia thì nó mới sức khỏe nó mới tốt được. Đằng này bà cụ này mang về là chỉ có cái nhiệm vụ gọi như là, và không biết đến một cái vấn đề gì về tình hình sức khỏe của cái con chim ngoại Pakistan này. Cho nên là bà cụ lá trà bồn này là Đồng Nai này là khả năng là không biết cách nuôi chim, và hiện tại bây giờ là nó đang bị stress rất là nặng con chim này. Lực Tàng xuống mà Lực Tàng rất là cảm thấy rất là buồn, tại vì một con chim mà gọi như là đã đoạt giải cái quán quân trong cái cuộc thi chim của Lực Tàng TV thì khả năng là nó sẽ rất là nổi, và nó sẽ nổi lâu lắm. Nhưng mà hình dáng của nó hiện tại bây giờ mà lỡ không may đưa ra cho tất cả mọi người xem, đưa ra cho tất cả mọi người nhìn, đưa ra cho các cụ lá trà bồn nhìn, thì các cụ sẽ không chọn nữa và sẽ không bao giờ đánh giá con chim này cao. Cho nên là khả năng con chim này trong thời gian sắp tới đó, nếu như mà Lực Tàng TV có tổ chức cuộc thi chim thì con chim này khả năng không thể nào đoạt giải quán quân và vượt qua con chim ở Cao Bằng kia được đó. Cho nên là người ta nói rồi à, ở sân nhà là lúc nào nó cũng có một cái lợi thế đó. Lợi thế thứ nhất là về môi trường tiếp xúc, lợi thế thứ hai là về cái những cái vấn đề này kia, ăn uống sinh hoạt hàng ngày, rồi đường đi nước bước đó, rồi người phụ giúp trợ giúp này kia đó, góp gạo này kia, để cho nên là nó dễ dàng hơn cái vấn đề của cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai. Thì cụ bà lá trà bồn ở Đồng Nai là mới nổi lên đây thôi, cho nên là không thể nào mà bằng cái con chim rừng Cao Bằng kia. Nó đã mấy năm trước là không có cái con chim ngoại Pakistan này á, là nó đã đoạt giải quán quân mấy lần rồi đó, mấy năm rồi. Cho nên là bây giờ nó xuất hiện con chim tây lông ngoại này đó, thì bắt đầu là nó sẽ bị ảnh hưởng về cái tinh thần và này kia, nhưng mà nó sẽ quyết định chiến đấu công khai để giành giật cái giải quán quân vào năm sau. Thì hiện tại bây giờ là đang rất là thành công, tại vì con chim ngoại Pakistan kia là nó có vấn đề về sức khỏe rồi, và nó có vấn đề về tinh thần luôn, đang bị áp đảo rất là mạnh và được người dòm ngó rất là nhiều, và nó lại bất đồng ngôn ngữ, nó không biết trả lời những người này người kia như thế nào, nó chỉ có biết hốt và mổ thôi, hốt cúc cu và pa 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 pa, đúng không ạ? Cho nên là rất là nan giải cho cái con chim đó. Thì hôm nay là Tàng TV đã cập nhật những cái thông tin liên quan đến tình hình những con chim và idol và những cụ bà lá trà bồn tuyệt vời nhất Việt Nam, thì gửi tới tất cả mọi người. Nếu như mọi người cảm thấy hay thì mọi người cho thằng Lực Tàng TV này một cái like, và nếu như cảm thấy không hay mọi người cho thằng Lực Tàng TV một cái dislike. Còn Lực Tàng TV không bao giờ xin mọi người một like, và cũng không bao giờ giống như những người sống hai mang hai mặt, và xã hội sẽ luôn luôn có những cái trường hợp đó, và chúng ta nên né tránh những vấn đề này kia. Lực Tàng TV làm thẳng, nói thẳng, sai chỉ chính nhờ đó, bất cứ một vấn đề gì, còn không bao giờ sống hai mặt hai mang. Lực Tàng TV xin chào và hẹn gặp lại các cụ lá trà bồn ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các fan yêu thương. Chúc các fan yêu thương một ngày vui vẻ và an lành.